Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong những năm qua, nhà trường đã có những bước phát triển lớn, được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và đánh giá cao. Thành quả đạt được đã khẳng định sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có đóng góp không nhỏ của tổ chức công đoàn trường. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ trường, sự quan tâm chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp có hiệu quả trong tổ chức triển khai hoạt động của chính quyền nhà trường với công đoàn trường và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, hoạt động công đoàn và phong trào cán bộ, viên chức và người lao động đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Hiện nay, công đoàn nhà trường có 745 đoàn viên công đoàn, trong đó có 441 nữ, chiếm 59,2% trên tổng số đoàn viên công đoàn, sinh hoạt trong 26 tổ công đoàn và một công đoàn cơ sở thành viên. Kết quả hoạt động công đoàn giai đoạn 2019-2023. 1. Công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên công đoàn. Công đoàn trường đã chủ động phối hợp với cấp ủy, các đơn vị trực thuộc, tổ chức quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời quán triệt và triển khai chương trình hành động của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, cải cách lề lối làm việc. Qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thấy việc chấp hành, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của công đoàn viên đạt hiệu quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị nội bộ, thúc đẩy sự nghiệp phát triển của nhà trường. 2. Phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo trong cán bộ viên chức và người lao động. Các phong trào thi đua luôn được đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia. Kết quả, trong giai đoạn 2019-2023, công đoàn trường đã nhận được nhiều bằng khen cho cá nhân và tập thể. 3. Công tác thực hiện quy chế dân chủ, chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, viên chức. Hàng năm, công đoàn trường đã phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động công khai, dân chủ, bình đẳng, kịp thời lắng nghe, tiếp thu những ý kiến của công đoàn viên. Từ nguồn phúc lợi của trường, công đoàn đã tư vấn, hỗ trợ nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với cán bộ, viên chức và người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, trợ cấp khó khăn, khám sức khỏe, tham quan nghỉ dưỡng. Các hoạt động vì cộng đồng, hoạt động từ thiện luôn được các tổ công đoàn quan tâm và thực hiện tốt. 100% các tổ công đoàn thực hiện đầy đủ các cuộc vận động của công đoàn cấp trên. Tháng 8 năm 2021, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công đoàn trường đã phối hợp với chính quyền, đoàn thanh niên trường, tổ chức triển khai các chương trình hỗ trợ cho sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Công đoàn phối hợp với nhà trường đã chuẩn bị các phần quà, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu trong sinh hoạt, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, kịp thời tổ chức đi phân phát đến tận nhà trọ của sinh viên. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa của nhà trường nói chung, công đoàn trường nói riêng, chung tay cùng cả nước ứng phó với đại dịch COVID-19. 4. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ công đoàn. Sau đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, Ban chấp hành Công đoàn trường đã ban hành quy chế hoạt động theo nhiệm kỳ, ổn định cơ cấu tổ chức, chú trọng công tác phát triển đoàn viên công đoàn. Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn trường tham gia đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả các lớp tập huấn do Công đoàn bộ tổ chức, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ, biết nghiên cứu vận dụng và chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và của tổ chức công đoàn vào thực tiễn công tác. 5. Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh. Những năm qua, công đoàn trường đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò, chức năng của mình, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Xác định công tác phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn lực cho Đảng. Trong những năm qua, công đoàn trường đã quan tâm tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và giúp đỡ quần chúng ưu tú, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy, chi bộ xem xét kết nạp. 6. Công tác nữ công. Hiện nay tỷ lệ nữ chiếm 59,2% tổng số cán bộ viên chức và người lao động trong toàn trường.
trong đó có 15 cán bộ, viên chức nữ đang tham gia lãnh đạo quản lý cấp phòng, khoa, trung tâm. Có 7 cán bộ nữ là bí thư, phụ trách các chi bộ. Các hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm những ngày truyền thống của giới nữ như Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 không chỉ được đông đảo nữ đoàn viên công đoàn tham gia mà còn thu hút các nam cán bộ, viên chức tham gia, góp phần chăm lo tốt hơn cho cán bộ, viên chức và người lao động nữ. Kết quả công tác nữ công giai đoạn 2019-2023 đã nhận được nhiều bằng khen và danh hiệu thi đua. 7. Công tác văn nghệ, thể thao và các phong trào khác. Hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao của công đoàn trường luôn được công đoàn bộ đánh giá cao và là một trong những đơn vị dẫn đầu với nhiều thành tích cao, thu hút đông đảo cán bộ, viên chức tham gia. Các hoạt động luôn được đổi mới, đa dạng, phong phú và ngày càng chất lượng. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nên hầu hết các phong trào văn thể của công đoàn trường từ 2019 đến 2021 không thể triển khai thực hiện được. Tuy nhiên, từ năm 2022, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của nhà trường từng bước được khôi phục trở lại. Điển hình là cuộc thi tiếng hát công đoàn, các hoạt động team building khối cán bộ viên chức được tổ chức dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam vào tháng 11 năm 2022. Bên cạnh đó, công đoàn trường tích cực tham gia các hoạt động do cấp trên phát động như hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường vào tháng 8 năm 2022. Tháng 10 năm 2022, tham gia cuộc thi công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ. Mặc dù tự biên, tự diễn, nhưng tiết mục của công đoàn trường gây ấn tượng tốt đẹp với khán giả và ban giám khảo, được công đoàn bộ ghi nhận, đánh giá cao. Về đánh giá hoạt động của công đoàn trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, thì công đoàn bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá rất cao các hoạt động của ban chấp hành công đoàn trường trong nhiệm kỳ 2019-2023. Đặc biệt, các ông chí đã quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên chức và đặc biệt là tham gia các hoạt động phong trào bề nổi của trường như văn hóa, thể thao, đóng góp nhiều cái thành tích chung của công đoàn bộ Tài nguyên Môi trường. Công đoàn bộ Tài nguyên Môi trường mong rằng trong nhiệm kỳ tới, ban chấp hành công đoàn trường Đại học Tài nguyên Môi trường phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình để dẫn dắt cái phong trào cán bộ nhân viên của trường ngày càng phát triển. Căn cứ vào tình hình thực tế, trên cơ sở tổng kết, đánh giá hoạt động, nhận diện những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 như sau. Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện mô hình, tổ chức công đoàn, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của công đoàn viên, người lao động, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm của công đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính quyền trong nhà trường trong sạch, vững mạnh. Công đoàn trường phấn đấu nhiệm kỳ 2023-2028 đạt những mục tiêu sau. Công đoàn trường đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc hàng năm. 100% tổ công đoàn đạt loại xuất sắc hàng năm. Phấn đấu hàng năm có trên 80% cán bộ, viên chức và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 20% chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 1% chiến sĩ thi đua cấp bộ. 100% cán bộ viên chức, người lao động được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của công đoàn cấp trên. 100% cán bộ chủ chốt của tổ chức công đoàn được tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ công đoàn. Phát huy vai trò đại diện của tổ chức công đoàn trong việc quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động. Hàng năm có trên 90% nữ cán bộ, viên chức đạt tiêu chuẩn, giỏi việc nước, đảm việc nhà, cấp cơ sở và 4% đạt danh hiệu cấp bộ. 2 cá nhân và 1 đến 2 tập thể đạt danh hiệu cấp công đoàn viên chức Việt Nam. Phấn đấu 100% cán bộ, viên chức, người lao động mới về trường tự nguyện và đủ điều kiện được chuyển, kết nạp vào tổ chức công đoàn, bồi dưỡng và giới thiệu tối thiểu 20 đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy chi bộ, đảng bộ xem xét kết nạp hàng năm. Có thể khẳng định trong nhiệm kỳ vừa qua, công đoàn trường đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn và đã tiếp nhận được nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của giảng viên,
viên chức và người lao động, chăm lo cho công đoàn viên, người lao động và nhất là những người lao động gặp khó khăn, gặp bệnh hiểm nghèo và những lúc ốm đau. Đồng thời đã tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo cái không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường. Và công đoàn trường cũng đã tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của công đoàn gắn với các nhiệm vụ chính trị phù hợp với cái điều kiện thực tế của nhà trường, như là giỏi việc nước, làm việc nhà, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và qua các phong trào thi đua đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, được các ngành, các cấp khen thưởng. Và bên cạnh đó thì công đoàn trường cũng đã làm tốt cái vai trò tham mưu cho đảng ủy, phối hợp với ban lãnh đạo nhà trường, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, thực hiện cái quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động hàng năm, bình xét thi đua hàng năm, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng, bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Và tôi rất tin tưởng rằng trong cái nhiệm kỳ 2023-2028, Ban chấp hành công đoàn nhà trường sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn để có bước tiến phát triển mới, đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu, đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước vào thực tiễn hoạt động của công đoàn trường, phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu và các cái tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường để tăng cường nguồn lực và sức mạnh tổng hợp cho hoạt động của tổ chức công đoàn nhà trường, xứng đáng với cái sự kỳ vọng của Đảng ủy, Hội đồng trường, ban giám hiệu và công đoàn cấp trên giao phó, góp phần tích cực vào sự phát triển lớn mạnh và vững chắc của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Nhiệm kỳ 2019-2023 khép lại, chứng kiến sự đổi thay lớn mạnh từng ngày của Công đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Một bầu không khí phấn khởi, nhiệt thành được lan tỏa tới khắp các ngõ ngách của từng tổ công đoàn. Trong giai đoạn tới, bằng kinh nghiệm, bản lĩnh và sự đồng lòng của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, tin rằng Công đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đạt được nhiều thành công trong chặng đường phía trước.